xem trọn vẹn chương trình YouTube Music Night lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam trên kênh YouTube V Talent. Yeah. Anh với rap có một tình yêu nên là ngay từ bé nó có một điều ước, vợ tương lai ở nhà để cắm cơm, còn rap với anh là bát phở nhiều nước. Rap cũng chỉ là món ăn tinh thần mà anh có thể ăn được cả đời thay cơm. Ngoại tình với rap là để vợ phát hiện, nó chỉ là nút thắt giúp cường cay hơn. Viết nhạc là trang nhật ký để game giữ lại những mảnh tình vương. Tình ca giúp anh bật mí để anh thổ lộ với cả người mình thương. Anh muốn kể vai sát cánh cùng người anh em tên là Nguyễn Đình Dương, để khi bước lên sân khấu phải gọi là mượt mà như là lúc nhìn gương. Nếu em muốn anh bỏ thì bảo anh biết xe áo mà ú đi, hãy để anh được rap để nó anh tăng diện tích và chu vi. Nghĩ đến bắc cả đầu mà từ đền của anh không có từ bỏ. Anh yêu rap từ nhỏ vì thứ anh tạo ra là để cho đi. Bỏ vào mồm, đã nghiện rap không bỏ được đâu, chỉ bỏ vào mồm. Ok, bỏ vào đâu? Bỏ vào mồm. Yeah, là chê anh bỏ người ta, lên nhà anh bỏ vào hồn. Em bảo anh bỏ, 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 khắc xịt một cái hồn. Nhỏ, 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 hay là nhỏ cái mồm. Bỏ, 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 khắc xịt một cái hồn. Nhỏ, 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 hay là nhỏ cái mồm. Bạn anh bảo người này khó, cực nhăn nhó, sao không bỏ. Điểm thức nhiều mặt tay xanh, anh ngồi làm tiếp đến khi mắt đỏ. Anh bảo nó anh không bỏ được, từ từ bé ước mong cái ngày chạm vào tim người khác thay vì chắp tay vào mấy trăm công. Dù ít nhưng cũng được khoe với mẹ là thằng có năng kiếm ra tiền, mang cái hương vị giới trẻ âm thanh mới mẻ vang tiếng ba miền. Mong mẹ yên tâm ngàn lần, còn toàn chơi với dân đàng hoàng, sáng tạo những trang toàn vân, còn tối lệ mơ giấy chân toàn vàng. Anh bỏ rap là nhìn nướng mơ mà bỏ cái thồn. Anh bỏ rap như chú trong xe mà bỏ cái đồn. Anh bỏ rap là như Hà Nội này mà bỏ cái nồm. Nói chung em bảo anh bỏ rap á, bỏ là bỏ cái hồn. Họ thấy anh như vinh khuất canh cháy hết mình ở trong quá lâu. Họ nói anh kia vì đó, anh lắc đầu trả lời là không quá đâu. Anh có bỏ thì chỉ bỏ cái giá phải trả để cho thành công đến mau. Vì rap thì anh không còn đếm được những thứ anh phải bỏ lại phía sau. Vì rap anh bỏ con quay lên với thợ cầm đồ để Machio cho anh lại con beat. Anh bỏ Hà Nội để vào Sài Gòn lại cùng phá làm mấy con hit. Anh bỏ học phí là đóng cho sếp anh bởi vì anh đã từng thân thiết. Anh bỏ sân si sân Loki, chúng nó nghĩ anh là một cầm hiếp. Anh bỏ cơm bữa và còn hơn nữa, để flow nghe ngọt mượt như bơ sữa. Anh bỏ giấc ngủ để những ấp ủ ở trong tương lai sẽ không chỉ còn là mơ nữa. Nên là bỏ vào đâu? Bỏ vào mồm. Đã nghiện rap không bỏ được đâu, chỉ bỏ vào mồm. Ok, bỏ vào đâu, đâu, đâu? Bỏ vào mồm. Yeah, lại chê anh bỏ ngoài tai, lại nhạc anh bỏ vào hồn. Em bảo anh bỏ, 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 khác gì bỏ cái hồn. Nhỏ, 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 hay là nhỏ cái mồm. Tết ơi, ơi. Tết cuối cùng là như nào? Chắc anh em nốt hôm nay rồi bỏ nhờ. Nhưng mà bỏ vào đâu? Bỏ vào đâu á? Bỏ vào mồm. Quý vị và các bạn đang trở lại với Rap Việt mùa 3, vòng thi đối đầu với đội Big Daddy. Chúng ta sẽ chào sân như thế nào nhỉ? Team Big Daddy đến với Rap Việt với một tinh thần là vui vẻ, năng động, đầy nhiệt huyết. Bọn em muốn mang tới chương trình 4 bài thi có năng lượng tích cực, có tính giải trí cao và có thể nghe lại rất nhiều lần. Ok, và hai chiến binh đầu tiên sẽ là những người như thế nào? Hai chiến binh đầu tiên của em sẽ là hai cựu thí sinh Rap Việt mùa 1. Đó chính là Gừng Không Cay và Test. Tại sao lại là con người này hả anh? Và đúng rồi, em cũng đặt câu hỏi tại sao lại là con người này. Test và Gừng thì thật sự là hai người đấy không muốn đấu với nhau, càng không muốn thì càng phải nhét vào. Anh được biết là hai anh em chơi rất thân ở ngoài. Một đôi bạn thân có thể là họ sẽ có những cái so kè ở bên trong mà mình không biết. Và đôi khi mình ghép cặp hai bạn ấy vào thì mình muốn lôi đôi bạn thân mà đã nghĩ là không bao giờ có thể đấu với nhau thì họ sẽ không nhường nhau như nào. Hơi buồn một xíu. Tại sao mình buồn là bởi vì vòng đối đầu mà, thế nên là sẽ có một người đi và một người ở. Anh muốn mọi người nói về một chuyện là mình không từ bỏ đam mê. Cụ thể của chúng ta sẽ là bỏ như nào? Bỏ như nào? Anh nghĩ là trong con đường mà chúng ta chơi rap ấy thì nó sẽ có rất nhiều những lời gièm pha, những lời chê bai, thậm chí là từ những người thân của mình luôn sẽ nói rằng là chúng ta tại sao không bỏ rap đi, chọn những cái con đường, những công việc mà nó an toàn hơn. Nhưng mà anh hiểu là khi mà đã chơi rap sâu thì chúng ta rất khó để có thể nói cái từ bỏ đi rap, đúng không? Nó đúng ở trong hoàn cảnh của em, kể cả không phải rap, tất cả là những đam mê khác, ai cũng sẽ có những cái thời điểm mà gia đình, bạn bè rồi tất cả những mối quan hệ xung quanh đều kiểu không tin tưởng vào chính chúng ta ấy. Lúc đấy mình là có suy nghĩ là
chẳng lẽ bây giờ lại quay lại làm IT. Nhưng mà mình nhận ra là rap chính là chân ái và mình không thể bỏ rap được. Sau khi vòng 1 lên thì có rất nhiều người vẫn chưa công nhận chiếc nón vàng của mình. Và nhiều người cũng bắt mình là nên bỏ đi, cuộc chơi này không hợp với bạn nữa đâu. Nhưng mà no, không thể nào mình bỏ được. Nên mình cực kỳ hào hứng với cái chủ đề mà anh Bích đưa ra cho bọn mình lần này. Thì anh thấy bọn em có năng lượng rất mạnh. Nhưng mà anh có một cái con beat này, để em nghe thử cái này nhá. Mình đang chưa biết là mình cần phải làm gì trong beat đấy. Bởi vì sở trường của mình thì nó lại không đến từ cái khía cạnh là viết theo kiểu hài hước. Thì lần này lại nghe beat theo kiểu rón rén, thế là hơi run. Wow, không có gì để chê với con beat này cả. Vừa có cái sự tinh nghịch mà nó cũng có rất là nhiều không gian, cũng như cái nhịp vẫn rất là thoải mái để cho bọn mình có thể vừa chơi flow mà vừa chất lọc được lyric. Hai bạn lại có một mức năng lượng rất lớn, cho nên là khi mà con beat nó có một cái năng lượng trap hip hop vừa phải thì các bạn sẽ có một cái không gian thỏa sức các bạn sáng tạo. Khi nào các bạn muốn năng lượng thì các bạn có thể chủ động đẩy nó lên, và khi nào mà các bạn muốn vui vẻ nó dí dỏm một tí thì các bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh được. Thank you anh Dương Cây. Ui, hay quá anh ạ. Nhìn vào cặp đấu Test và Gừng, rất có thể là mọi người sẽ đoán là đây sẽ là một cặp thằng hùng hổ lao vào nhau. Nhưng mà anh lại muốn mọi người lại tiết chế cái đấy đi cơ. Khán giả đã rất là hình dung và rất là mong chờ cả hai đều đi những con flow nhanh. Hỏi các bạn ấy thì các bạn ấy cũng nói là đó chỉ là cái công cụ thôi, chứ nó không phải là cái mà các bạn ấy muốn làm điểm nhấn đặc trưng của mình. Chúng ta hãy làm cái gì mà khán giả họ sẽ thấy là à, đây là phiên bản Test và Gừng không cay của Rap Việt mùa 3. Thế nên là Bích nghĩ là các bạn thử mang được cái sự thú vị của bản thân nhiều hơn là cái chuyện là show ra nhiều skill cũng như là nặng về kỹ thuật. Thì đấy cũng là lý do TEZ của năm 2023 sẽ không sử dụng đến fast flow ở trong vòng này. Trước giờ là anh em mình chơi với nhịp điệu, còn bây giờ là anh em mình chơi với ca từ. Đồng ý. Sẵn sàng. Ê. Được. Đây là sẵn sàng. Đi. Quý vị và các bạn thân mến, hai cựu thí sinh của Rap Việt mùa 1 sẽ gặp nhau. Đó là Gừng Không Cay và Tez. Họ sẽ mang đến cho chúng ta một bài hát có cái tựa đề khá thú vị. Và với những cái ngon như Lace này thì Wukong, you know what to do with this? Okay, I will show you how to speak in Vietnamese, huh? Bỏ vào mồm. Bỏ vào mồm. Yeah, yeah, bỏ vào mồm. Rap có một tình yêu này là ngay từ bé nó có một điều ước, vợ tương lai ở nhà để cắm cơm, còn rap với anh là bát phở nhiều nước. Rap cũng chỉ là món ăn tinh thần mà anh có thể ăn được cả đời thay cơm. Ngoại tình với rap là để vợ phát hiện, nó chỉ là nút thắt giúp cường cay hơn. Viết nhạc là trang nhật ký để ghim giữ lại những mảnh tình vương. Tình ca giúp anh bật mí để anh thổ lộ với cả người mình thương. Anh muốn kề vai sát cánh cùng người anh em tên là Nguyễn Đình Dương, để khi bước lên sân khấu phải gọi là mượt mà như là lúc nhìn gương. Nếu em muốn anh bỏ thì bảo anh biết xé áo mà ú đi, hãy để anh được rap để não anh tăng diện tích và chú vi. Nghĩ đến bạc cả đầu mà từ điển của anh không có từ bỏ. Anh yêu rap từ nhỏ vì thứ anh tạo ra là để cho đi. Bỏ vào mồm. Đã nghiện rap không bỏ được đâu, chỉ bỏ vào mồm. Ok, bỏ vào đâu? Bỏ vào mồm. Yeah, để chê anh bỏ người ta lên nhà anh bỏ vào hồn. Em bảo anh bỏ, 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 bỏ. Khắc xịt một cái hồn. Nhỏ, 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 nhỏ. Hay là nhỏ cái mồm. Bỏ, 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 bỏ. Khắc xịt một cái hồn. Nhỏ, 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 nhỏ. Bạn anh bảo người này khó, cực nhăn nhó sao không bỏ. Điểm thức nhiều mặt tay xanh, anh ngồi làm tiếp đến khi mắt đỏ. Anh bảo nó anh không bỏ được, thì từ bé ước mong cái nghề chạm vào tim người khác thay vì chắp tay vào máy chấm công. Dù ít nhưng cũng được khoe với mẹ là thằng có năng kiếm ra tiền, mang cái hương vị giới trẻ âm thanh mới mẻ vang tiếng ba miền. Mong mẹ yên tâm ngàn lần, còn toàn chơi với dân đàng hoàng, sáng tạo những trang toàn vân, còn tối lệ mơ giấy chân toàn vàng. Anh bỏ rap là nhìn nướng mơ mà bỏ cái thồn. Anh bỏ rap đi chú trong xe mà bỏ cái đồn. Anh bỏ rap là như Hà Nội này mà bỏ cái nồm. Nói chung em bảo anh bỏ rap á, bỏ là bỏ cái hồn. Họ
thấy anh như Vinh Khuất đang cháy hết mình ở trong quá lâu. Họ nói anh kia vì đã phải lắc đầu trả lời là không quá đâu. Anh có bỏ thì chỉ bỏ cái giá phải trả để cho thành công đến mau. Vì rap thì anh không còn đếm được những thứ anh phải bỏ lại phía sau. Anh bỏ con quay lại với tiệm cầm đồ để mà chỉ ở cho anh lại con bi. Anh bỏ Hà Nội để vào Sài Gòn lại cùng pháo làm mấy con hit. Anh bỏ học phí là đóng cho sếp anh bởi vì anh đã từng thân thiết. Anh bỏ sân si sân Loki chúng nó nghĩ anh là một cầm điếc. Anh bỏ cơm bữa và còn hơn nữa để flow nghe ngọt mượt như bơ sữa. Anh bỏ giấc ngủ để những ấp ủ ở trong tương lai sẽ không chỉ còn là mơ nữa. Nên là bỏ vào đâu? Bỏ vào mồm. Đã nghiện rap không bỏ được đâu, chỉ bỏ vào mồm. Ok, bỏ vào đâu, đâu, đâu? Bỏ vào mồm. Yeah, lời chê em bỏ ngoài tai, lời nhạc anh bỏ vào hồn. Em bảo anh bỏ, 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 bỏ. Khác gì bỏ cái hồn. Nhò, 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 nhò. Hay để nhọc cái mồm. Bỏ, 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 bỏ. Khác gì bỏ cái hồn. Nhò, 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 nhò. Hay để... Tết ơi. Ơi, cuối cùng là như nào? Chắc anh em nữa hôm nay rồi bỏ nhờ. Nhưng mà bỏ vào đâu? Bỏ vào đâu á? Bỏ vào mồm. Yeah! Gừng, không cay và taste. Ủng hộ. Trời ơi, thiệt sự cái này là quăng ở đây là đúng luôn á. Gừng ơi, gừng cho anh cay hết hai lần rồi đó. Hôm nay test với gừng làm cho không khí bài mở đầu quá tuyệt vời. Chắc là biết đây đi đang rất là hạnh diện ha. Em rất là hạnh diện với hai bạn, tại vì là cách đây khoảng một tuần trước khi lên sân khấu trong ngày hôm nay thì đã có thời gian là cả ba thầy trò ngồi với nhau ở phòng thu và ba cái mặt đần nhìn nhau, tại vì cái bài gì trước á phải bỏ đi hết và bọn em làm lại từ đầu. Bài đầu tiên là bỏ đi hết. Vâng ạ. Sau hôm nay là sẽ bỏ vô playlist. Chắc chắn ạ. Em rất là khen tinh thần của Test và Gừng Không Cay. Cả hai bạn quay trở lại Rap Việt mùa 3 này với tâm thế là muốn tiếp tục chinh phục giấc mơ. Chứ các bạn ấy không đến đây để vui chơi. Các bạn ấy đã cho thấy một cái năng lượng là luôn luôn sẵn sàng sửa, không ngại sửa. Tất nhiên là sẽ còn sự đánh giá của khán giả nữa. Nhưng mà đến ngày hôm nay có được bài thi này là em rất mãn nguyện về cả hai bạn. Yeah. Và là hai cựu thí sinh nhưng mà không mất đi một chút nào phong độ cả. Andre. Bài thi rất là hay, đúng là Bích đã đem được cái màu nhạc của mình vào cả hai bạn. Qua cái cách dùng lyric kiểu Bích hay nói chuyện kiểu hoang mang Hồ Quỳnh Hương cái gì đấy đúng không? Cái bài chim mình khuyên rồi đấy. Và hai bạn đã kết hợp với nhau như một bản official, đúng như Bích nói là mang giá trị replay cao. Thank you anh. Pirate. Dạ anh Thành, rất là thích ạ. Cái năng lượng của cả hai người chỉ có đẩy nhau lên càng cao thôi. Và em cảm thấy là thật cả hai rất là thông minh trong cái cách sử dụng lyrics của mình ấy. Và gần không cay bước ra thông minh bao nhiêu thì test bước ra cũng không có chịu thua miếng nào hết á. Đây là một trận rất là cân tài cân sức và em cảm thấy là ước gì chương trình cho em thêm mấy cái nón nữa. Đây mới đúng nghĩa là 49 gặp 50 nè. Thank you Billy. Dạ vâng. Anh Thái thấy thế nào ạ? Yeah, I mean anh coi test mùa 1 á. Yeah. Em battle với cái em kia đó. I became a fan already. I think you're a dope artist. Cái bản này the energy is good. I love your third verse. Tụi em go back and forth. I really like what you guys did on that. Thank you so much. Yeah. Rick, em thấy sao? Khi mà hai bạn quay trở lại với cái mùa 3 này thì đối với hai bạn em nghĩ đó là một áp lực rất là lớn. Tại vì khán giả cũng sẽ đặt kỳ vọng hai bạn rất là nhiều. Tuy nhiên thì lúc nãy hai bạn đã chứng minh cho mọi người thấy là hai bạn đã có thể làm hơn được như vậy và đã tiến bộ hơn rất là nhiều. Đặc biệt gần em đã có những cái line đúng cái tinh thần của team Big Daddy. Còn Test, anh rất thích có những cái đoạn mà em ngân cái câu nó dài ra. Và em đặc biệt nữa hôm nay là em tiết chế fast flow. Em để cho hai line của em với line của gừng nó rất là trung hòa với nhau. Và bài hát này quá tuyệt vời. Anh nghĩ là nó sẽ hit đó. À mà hình như là một bạn là bên Su với cả một bạn bên Crick đúng không? Hello girl. Bây giờ các bạn ấy là đến tuổi cống hiến rồi.
Dắt năm sau lấy vợ quá. Ý em là từng đó năm mà các bạn vẫn đứng đây và cháy với nguồn năng lượng mà kiểu tuyệt vời như vậy ấy. Mà càng ngày các bạn ấy càng có cái sự trưởng thành và tiết chế ở trong cả lyrics lẫn cái flow. Thanh xuân của Gừng là ở rap Việt. Yeah. Hai em ấy, như kiểu là anh với cả Big Daddy ngày xưa ấy, luôn nghêu ngao về những thứ có thể bỏ vào mồm những khi mà trời chưa kiếm được. Hồi nãy thì share hết những gì đàn ông có thể. Bây giờ thì tụi tôi đã từng trải qua với tất cả những thứ có thể bỏ vào mồm. Tôi phải hiểu như thế nào trời. Anh ấy chưa... Lại cái mồm nữa. Cả Gừng với cả Tết hôm nay đều có lyrics mà anh cực kỳ thích luôn. Nhất là Gừng có cái... Gừng không cay. Cồng cành thế à? Nếu em muốn anh bỏ thì anh bảo Big Xéo MU đi. À. Kinh đấy. Đố. Hãy để anh được rap để não anh tăng diện tích và chu vi. À. Chơi chữ tượng hình. Diện tích chu vi nghe lạ chứ nghe rất hình học. Rất là thú vị. Yeah. Còn Tết thì có cái quả mà anh bỏ rap như nướng mực mà bỏ cái cồn. Anh bỏ rap như Hà Nội mà bỏ cái nồm. Gió nồm đúng không? Gió nồm. Đấy, các bạn ấy làm cái câu kiểu như thế ở trong cái câu cuối này luôn này. Nói chung là em bảo anh bỏ rap, bỏ là bỏ cái hồn. Vâng, giọng rất Hà Nội. Bây giờ mà bắt bỏ rap thì đúng là bỏ khác thì bỏ cái hồn thật còn gì nữa. Thì thế mà chả có cái nón nào, chán thật sự. Mỗi có cái vụ mà ở đây này, tinh thần đây này. Giám khảo không có, khó có cũng quan rồi. Su ơi, em thấy sao cưng? Em thấy là hai bạn tới đây như là đi diễn vậy đó. Dạ, mà giờ em mới nhớ ra là mình phải chọn nè, nên đang hơi căng. Căng á. Thôi bây giờ tụi em thử kêu gọi bình chọn giúp giám khảo coi tụi em làm sao nè. Chính vì là bọn tôi không thể bỏ được rap, nên mọi người hãy bình chọn cho cả tôi, cả Tết. Bởi vì bọn tôi đã không thể bỏ rap. Đúng rồi, vì Gừng không thể bỏ rap, mình cũng không thể bỏ rap. Nên là hãy bình chọn cho Gừng nhé. Và đừng quên mình nữa. Rất anh em. Họ không thể bỏ rap, các bạn cũng không thể bỏ sót một bình chọn nào. Cố gắng đi, 10 giây bắt đầu. Và kết quả bình chọn cho Gừng và Tez. Điểm cho Gừng, 52 điểm cho Tez. Rất là cân tài cân sức. Cho anh hỏi nha, nếu hôm nay em không chiến thắng thì điều gì sẽ xảy ra với em? Em cũng rất là thỏa mãn bởi vì là lần thứ hai em được đứng trên ở sân khấu rap Việt. Và thật là vui hơn nữa khi mà đấy lại là cơ hội để em được gặp Tết. Và nó là một trận duyên nợ và em không còn gì để hối tiếc luôn ạ. Nếu em không đi tiếp với rap Việt trong hôm nay, em nghĩ em sẽ làm gì? Thực ra thì kể cả trước khi rap Việt hay là trong quá trình rap Việt và kể cả sau này nữa, dù cho hành trình của em nó có như thế nào thì em vẫn sẽ tiếp tục rap. Bởi vì ở đó có những người anh em của em, có những người thầy, anh chị, các vị tiền bối mà em rất vinh dự được gặp mặt. Và các vị khán giả rất là tuyệt vời. Thế nên là em sẽ không bao giờ bỏ rap đâu. Cho anh nói cái này một chút là anh rất thích cái chủ đề mà Big chọn cho cả hai em. Bởi vì mà khi mà ai đã chơi rap rồi ấy thì chúng ta không thể bỏ rap được. Trước khi ban giám khảo đưa ra quyết định cuối cùng, tôi xin hỏi anh Thái, nếu được chọn một, anh chọn ai? I would probably pick Tez because I felt like his energy was good. And I've been eyeing him already. I wanted to use my hat on him if I had it still. Yeah, thank you so much. Thank you so much. But hey, you dope too, bro. But I think Tez did his thing on this round. Một okay. Phiếu cho Tez. Nếu còn non, anh Thái sẽ dành cho Tez. Bill Ray. Em chọn bạn Tess ạ. Ok, Andre. Giống như hai người kia thì Andre cũng chọn Tess. Bạn nhìn hơn một chút xíu. Suboy thấy thế nào ạ? Dạ, thưa anh Thành, thưa mọi người. Ở trong lòng em á, Gừng luôn luôn là một người mang tinh thần chiến binh. Và Tess luôn luôn là một người có cái phong độ ổn định rất là đàn ông. Chính vì Gừng thuộc đội của em và Tess đội của Carrick cũng vào mùa 1. Cho nên ban giám khảo xin đưa ra quyết định đại diện bởi Chastity. Ngày xưa anh với Bích cũng có đi thi một cuộc thi và cũng đã đứng trên sân khấu cùng với nhau như này. Mỗi cái là bọn anh không nắm tay nhau. Với cảm giác này thì anh thực sự là có rất là nhiều những cái hỗn loạn ở trong lòng khi mà phải lựa chọn. Với những kỷ niệm mà các em đã có,
Những điều mà các em cố gắng phát triển và mang đến đây thì mọi người cũng đã nhìn thấy rồi. Yeah, gừng cho anh thấy em đã thực sự trưởng thành và em đủ khả năng em đi xa hơn rất nhiều sau chương trình. Và Tess cũng như vậy, Tess là người từ mùa 1 đến mùa này, mỗi khi em mang đến đây ấy, nó lại là một cái cảm giác khác nhau. Về cái phần lyrics, em là một cái con quái vật thực sự. Nhưng mà anh sẽ quyết định chọn một người có đủ sự trưởng thành và đủ vạm vỡ để có thể đối mặt với những con quái vật ở những vòng sau. Chúc mừng Tess. Chúc mừng Tess. Tess là thành viên đầu tiên sẽ đi tiếp với đội Big Daddy. Gừng của chúng ta sẽ còn tiếp tục một trận thứ hai với A-Bars. Anh hy vọng sẽ gặp lại em. Một tràng pháo tay cổ vũ cho Gừng các bạn ơi. Cảm ơn Tess. Chúc mừng em. Tết bây giờ cảm thấy rất là vui. Và ngoài cái cặp đấu duyên nợ này thì Tết vẫn còn một số đối thủ đã hẹn nhau từ trước ở vòng sau. Vậy nên là các đối thủ hãy cẩn thận nhé. Và chúc Gừng sẽ may mắn ở vòng 83. Peace.